Bây giờ chúng ta sẽ qua cái bài thứ hai là chúng ta dùng macro để cắt những cái hình mà có tóc mai. Cái hình có tóc mai trên cái trường hợp thứ nhất là chúng ta cắt trên những cái nền mà nó tương đối đơn giản, chẳng hạn như cái nền trắng hoặc là nền có cái màu nó xám xám. Nói thẳng ra là những cái nền mà có cái màu nó tương đồng một màu. Đó là cái bài thứ hai. Giả sử tôi sẽ lấy cái hình như thế này. Đây, giả sử các bạn thấy chúng ta có cái hình, cái nền của cái hình này tương đối nó không phải là nền trắng mà cũng không phải là cái nền màu phức tạp cho lắm, nó là cái nền nó có cái tông xám. Thì bây giờ muốn cắt là cái hình này, ta muốn giữ lại những cái tóc trên cái hình thì chúng ta sẽ nhấn đúp vào công cụ background, đúp vào công cụ background trên cái layer background nè. Thì bây giờ layer background này nó sẽ chuyển thành layer không, ta nhấn ok. Bởi vì macro đòi hỏi là phải thực hiện trên layer chứ không phải thực hiện trên lớp background. Thì sau khi mà chúng ta đã chuyển cái lớp ảnh thành lớp layer bình thường, chúng ta sẽ vào trong filter, ta chọn là extensive, chọn macro. Trong trường hợp này thì nó khó hơn trường hợp ban đầu. Chúng ta sẽ không dùng cách như ban đầu đối với những cái hình mà tóc như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng một phương pháp khác. Đó là chúng ta sẽ dùng cái công cụ là Keep Eyedropper, có nghĩa là cái thanh chọn màu nhỏ giọt, có nghĩa là ta chấm vào cái thanh màu xanh trên đây. Thì bạn sẽ thấy trên cái phần Keep, cửa sổ Keep đây nè, nó ban đầu nó là nông nên nó báo hiệu là cái nông. Thì bây giờ chúng ta sẽ chấm vào những cái vùng màu mà chúng ta sẽ giữ lại khi ta thực hiện macro. Giả sử trong trường hợp này chúng ta muốn giữ lại những cái sợi tóc nè, những cái màu của tóc, chẳng hạn như màu tóc đầu tiên nó chấm này nó xuất hiện trên cái phần kiếp trên đây một cái màu. Sau đó chúng ta chấm vào cái màu đen trên tóc. Màu đen trên tóc. Nếu mà chúng ta cảm thấy cần phóng to lên, ta chấm vào chính xác, ta phóng to, nó chấm trên đây. Nó chấm vào chỗ này. Màu đen trên đây. Rồi chúng ta sẽ chấm tất cả những cái vùng màu mà chúng ta giữ lại trong quá trình thực hiện mắt rồi. Chẳng hạn như trong trường hợp dưới này, bên dưới này chúng ta sẽ giữ lại cái màu xanh của cái áo, thấy không, màu đen của cái áo, màu của cái da, màu da. Và bên đây chúng ta sẽ xem coi có phần da nào hay không, ở đây nha, ta giữ phần da tiếp tục đây. Và chúng ta loại bỏ, muốn loại bỏ những vùng ảnh nào thì chúng ta sẽ chọn qua cái công cụ kế bên là crop, airdropper tool. Chúng ta sẽ chấm vào cái phần nào, phần nền trắng bên ngoài ta phải bỏ nè, thì nó xuất hiện đây cái nền trắng bên ngoài nè. Thứ hai là cái màu, màu nó hơi xám xám ở trên và những màu trên đây. Giả sử trong phần này chúng ta thấy hai cái màu này nè nó hơi giống nhau thì chúng ta vui lòng chúng ta loại bỏ đây ra khỏi đây, đúng chưa? Rồi bây giờ sau khi được hai cái này xong, chúng ta sẽ thực hiện tiếp là chúng ta dùng cụ Magic Magic Brush và chúng ta sẽ điều khiển cây cọ cũng lớn nhỏ tùy theo chúng ta. Thì sẵn đây tôi giới thiệu với quý vị một số cái vấn đề ở đây luôn. Cái phần ở trên cái tool option này nè, trên cái cửa sổ tool option này nó có hai phần, một đó là phần red add, hai là red size. Cái phần cái trắng này gọi là red add, ở dưới là red size, có nghĩa là red add là cái độ biên giữa hai cái vùng. Ta thấy trên này nó có hai cái vòng tròn mà tạo hình vành khăn. Nếu là kéo phần red add về phía shop thì có nghĩa là cái nó rộng hơn một chút xíu, thì khi mình vẽ lên đây thì nó tạo ra cái độ mờ nó dày, nó có tạo ra cái độ trung gian giữa hai giữa giữa cái lúc mà mình vẽ đó. Còn nếu ta kéo phần resize thì cái phần resize nó chạy theo, đó là nó báo hiệu cho biết là cái vùng lớn ở vùng nhỏ của cây cọ. Rồi cái thứ hai là cái độ hạt và cái độ xốp trên đây ở phần thơm sơn này nè. Nếu mà chúng ta cho nó gần lại với nhau như thế này thì khi ta vẽ thì nó tạo nên cái đường cái vùng nó rất là cứng, nó cứng, nó không có tạo được cái độ mềm cho cái vùng mà nó xóa lên. Thì chúng ta muốn giữ cho cái hình nó có vẻ nó nghệ thuật hơn thì nó cho cái phần này nè nó mờ đi đó. Thì bây giờ sau khi mà chúng ta điều chỉnh xong cái này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ xóa trên cái tóc. Thì quý vị hãy xem đây.
chúng ta sẽ xóa đến đâu thì cái nền nó mất đến đó, nhưng mà tóc nó không mất. Xóa đến đâu thì cái nền nó mất, nhưng mà tóc lại không mất sợi nào cả, nó giữ nguyên cho chúng ta cái tóc đó. Mà thấy nó giữ nguyên tóc, bây giờ thậm chí thì xóa đây cũng vậy nè, cái da nó cũng không mất, cái đường biên cũng không mất, lông tai cũng không mất luôn, bởi vì chúng ta đã hoạch định phân biệt rõ là chúng ta giữ lại cái nào. Bây giờ chúng ta muốn cho cái thanh, những cái thanh công cụ nó ẩn đi để làm việc cho nó dễ, nó không bị vướng mắt, thì chúng ta có thể nhấn tab giống như trong Photoshop á, chúng ta lại xóa tới đây. Cho nên các bạn thấy là chúng ta làm gì rất là lẹ, vừa lẹ vừa lại chuyên nghiệp nữa. Chúng ta có thể giữ cái phím spacebar để đẩy cái hình lên giống như trong Photoshop, chúng ta làm việc trong Photoshop như thế. Chỗ này cũng vậy đi, là xóa này. Thì bây giờ các bạn thấy trong nháy mắt là chúng ta đã thực hiện xong vì là cắt cắt cái tóc. Bây giờ chúng ta có thể xóa những cái vùng còn lại. Thì trong quá trình mà chúng ta xóa thì chúng ta thấy rằng trên đây nè, trên cái phần trên nó vẫn còn những chỗ mà chúng ta chưa xóa được. Bây giờ chúng ta sẽ lựa lại bằng cách ta có thể chấm thêm cái phần bỏ cái này nè, thêm màu nữa thì chúng ta sẽ dùng cái này chúng ta xóa đi. Các bạn thấy nè, nó lại xóa thêm cho chúng ta. Nếu cần ta sẽ chấm thêm chỗ này nữa, thế là xóa tiếp phần này, phần rubber nè, mà xóa đây thì nó mất tiếp tục. Và để cho nó thấy cho nó dễ hơn, chúng ta sẽ qua tiếp chọn cái mục bên dưới cái phần bên dưới màn hình, ta thấy là Mask View, nó có số 3 thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta trong chế độ là Channel. Bây giờ chúng ta đọc channel này, để cho nó nhanh thì chúng ta sẽ dùng công cụ brush bên đây nè, chúng ta sẽ xóa cho những cái vùng mà nó chưa bị đen. Hàng chỗ này là chúng ta xóa cho nó đen mất đi. Thì khi nó xóa như vậy, nó sẽ bỏ cho chúng ta những cái vùng mà trung gian nó vẫn chưa có được xóa hoàn hảo. Đó, chúng ta sẽ xóa đồng bộ những cái điểm mà còn sót lại. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ xóa những cái chỗ mà chúng ta canh lại chút xíu. Đó, thấy không? Những cái chỗ này là nó bị nói chung là những cái vết dơ lem nhem á. Thì sau khi xong chúng ta nhấn vô chỗ chế độ này lại, nó gọi là Single Layer View. Để trở lại chúng ta thấy nó mất toàn bộ tất cả các thứ. À, dĩ nhiên thấy nó còn có những cái điểm không, nó vẫn còn những điểm là nó hơi trắng trắng như này nè. Nếu mà người ta đưa ra ngoài á, thì nó hơi kẹt, nó bị bóng ma. Do đó mình sẽ chọn qua công cụ tiếp theo. Công cụ này nó gọi là chi siêu, là để nó làm cho nó đỡ những đồ gắt, và thứ hai là nó xóa những cái đường biên mà bị đen như thế này nè. Nếu là cắt mà ta để ra nó bị biên đen như này rất là xấu. Thì chúng ta sẽ cho cái phần tương tự như vậy, cái phần led này nè, cho nó nhỏ lên chút xíu, nhỏ lên tí, đừng có cho lớn quá. À, chúng ta sẽ đi nhẹ lên trên những đường cắt này lại, nó sẽ giảm bớt cho chúng ta những cái độ mà màu nó chưa có ổn lắm. Nó xóa kỹ lại bên trong một chút nữa, kỹ lại bên trong của cái vùng cắt chúng ta đó. Tương tự chúng ta sẽ nhấp cho tất cả các vùng hai bên. Ta đi chỗ này bạn thấy nè, nó sẽ tạo cho nó mờ lại chút xíu nè, nó khử bớt đi cái vùng đen, cái sự giao thoa giữa hai cái vùng là vùng ảnh, vùng vùng ảnh nhân vật và cái vùng nền mà ta mới vừa cắt ban đầu á. Ta thấy là nó làm dịu lại tất cả, làm dịu lại chỗ này như là nó đen quá, nhìn nó rất là kỳ, nó đen mà nó sắc quá, nhìn nó kỳ lắm, nhìn nó không có chuyên nghiệp xíu nào cả. Bạn ta yên tâm là nó không có sợ phạm ở trong cái da đâu.
Nếu mà chúng ta sợ nữa, cho nó sợ mà nó không đạt nữa thì chúng ta có thể tăng cái này lên một chút xíu. Cái phím tăng lên là cái phím mũi tên đi xuống. Mũi tên đi lên là tăng lên đây nè. Thì mũi tên đi xuống. Nếu mà tăng lên nhiều thì nó xóa, nó sẽ bị mất nè. Nó bị phạm hơi bị nhiều vô trong. Tùy theo cái vùng mà độ phân giải của ảnh mình. Cái độ phân giải mình của mình ảnh nó lớn á thì chúng ta cho nó to hơn chút xíu. Còn độ phân giải mình nó hơi bé thì nó cho nó thấp lại. Và tùy theo cái vùng trắng nó nhiều hay ít, vùng trắng nó nhiều thì nó cho cái phần này nó lớn hơn cái phần mà màu nè, lớn hơn tí tí xíu. Thì xong rồi chúng ta cũng tương tự như cách cách ban đầu, các bạn sẽ chọn tôi vào cái lệnh là file sale apply đó, nó trở về nó cắt cho chúng ta xong xuôi hết. Bây giờ chúng ta sẽ ghép thử một cái nền vào đây, một cái nền mới vào đây, và tôi tạo một cái nền màu rồi đó, tôi đổ vào đây các bạn sẽ thấy nó khác. Giả sử tôi lấy cái màu trực tiếp ngay từ đây luôn. Rồi tôi tạo nền từ đây cho quý vị xem. Đó, bạn thấy không? Chúng ta đổ lên cái nền mới đó. Thì các bạn thấy như thế này, tóc nó vẫn còn giữ được, giữ hết tất cả tóc con. Đó, nó giữ rất là chân thật. Thậm chí những cái sợi len que trên đây nó vẫn còn, các bạn thấy. Đó là phương pháp mà chúng ta cắt trên một cái nền là màu nó tương đối đơn giản, màu tương đối đơn giản. Và đặc biệt cái này là trên nền tóc này là tóc đen, tóc đen. Nếu đối trường hợp mà tóc vàng, hồi trước thì có các bạn hay thắc mắc cái chỗ là khi mà chúng ta dùng cái hiệu ứng multi-light đó, multi-light để mà ta khử trên nền trắng á, ta ghép vô cái nền, thì multi-light nó hoàn toàn hiệu quả khi mà người ta làm trên tóc đen thôi. Nhưng giả sử tóc của những người nước ngoài tóc nó màu vàng hoặc màu bạch kim thì multi-light nó lại tỏ ra không hiệu quả, bởi vì đối với tóc vàng đưa vô nó lẫn vô nó mất màu vàng rồi, nó lẫn xuống là mất màu vàng. Do đó cái phương pháp mà nền trắng nhưng mà đối với tóc vàng lại càng khó xử lý multi-light, do đó trong trường hợp nó lại cái hiệu ứng macro lại hiệu quả. Thì đó, chúng ta lại qua vấn đề thứ ba là nói tiếp.